Video này làm thứ thích gì đây anh? Lâu lâu em mới rảnh ngày hôm nay đó. Anh làm video gì hay hay đi. Nhiều bạn comment á là kêu anh thưởng thức 24 giờ trên cây á. Các bạn nghĩ đi, có cây nào mà bự chứa được 11 người team mình không? Nhưng mà trong video này chúng tôi không có làm những cái video 24 giờ nữa. Làm riết cũng mệt. Mà chuyển sang giới thiệu cho các bạn một cái loại bánh snack. Mà bên trong những cái gói bánh này nó có những cái thẻ như thế này đây. Bạn có thể thấy cái đầu bông phía bên tay trái của tôi hay không? Trời ơi, cái đeo bông gì mà thấy ghê vậy? Cái số thẻ này đây là mấy ngày nay mình là cố gắng ăn bánh để săn lùng được. Ủa, sao trong một bánh này còn có bản đồ nữa nè? Vậy mấy đứa cũng muốn biết được cái bí ẩn đằng sau cái bản đồ này hay không hả? Đó, mấy đứa cưng hãy lấy tất cả những cái bánh của anh đem ra đây đi. Bánh tới rồi nè. Như các bạn nhìn thấy cái số lượng màu sắc ở trong cái gói bánh Tunis lần này, các bạn cũng đã biết ở đây có bao nhiêu vị rồi. Màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ. Vậy cho hỏi bánh lần này có bao nhiêu vị hả? Dạ là 4 vị. Săn ngay 12 mảnh ghép cho 12 bao bì để hoàn thiện được một cái bản đồ. Các bạn có thể thấy ba mẫu bản đồ này nó giống nhau nè, cho nên mình chỉ lấy một cái thôi. À, cái bản đồ người ta để bên ngoài bao bì các bạn. Nếu các bạn thấy bản đồ nào mình chưa có thì mua để gấp lại thành một miếng. Team của mình đã lựa được 12 gói bánh, có 12 cái bản đồ khác nhau nè các bạn. Đây nghe các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gói. Các bạn có thể để ý đây, trên cái bản đồ này đều là khác nhau hết. Đó. À, bước tiếp theo là mình ăn hết bánh trong các bản đồ ra ghép lại phải không? 12 gói bánh ứng với 12 thành viên trong team của mình đó. Ăn đi, rồi cho biết mùi vị như thế nào nha. Vừa có thẻ mà vừa có bản đồ để đo thưởng nữa. Được thẻ bạc này các bạn. Sau khi ăn bánh hết thì mình lấy cây kéo ra cắt ghép cái bản đồ ra nha các bạn. Cái bản đồ đây. Cắt lẹ tới tao lên nha Đen. Mày cắt gì chậm dữ hả? Cái gì cũng phải từ từ đi chứ. Sau khi ăn bánh xong mình cũng đã cắt được 12 mảnh bản đồ cực kỳ nhỏ bé nè các bạn. Và bây giờ nhiệm vụ mấy đứa cưng là cái gì? Xếp ghép tất cả 12 mảnh ghép này lại thành một cái bản đồ. Nãy giờ team mình đã có 12 cái bản đồ khác nhau rồi các bạn. Mà ship hồi nãy giờ mà ship chưa xong nữa. Ship cái này cần có trí tuệ cao lắm á, không phải giỡn đâu. Team mình hiện tại ghép được 6 miếng bản đồ nhỏ rồi nha các bạn. Sau một tiếng vất vả lắp ráp thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được 12 mảnh ghép thành một cái bản đồ nhỏ rồi nè các bạn à. Ủa sao em thấy bản đồ này nhỏ quá à? Không biết các bạn có xem được không nữa. Có cách nào phóng to ra được không? Nó hơi bị nhỏ đó hả? Có đúng không hả mấy đứa? Dạ đúng. Hay da. Thế thì xem ra tôi đành phải gọi tới bàn tổ chức của Tunis để xin một cái bản đồ bự hơn để làm video thôi. Alo. Có phải bên nhà sản xuất bánh Tunis hay không hả? Dạ. Sao anh Vinh? Cho mình cái bản đồ để quay phim anh Vinh. Nãy giờ gọi lộn số đó hả? Trải bản đồ này ra giúp anh đi mấy đứa. Trải từ bên này dài qua phía bên này cho anh tới 6 mét lận. Trời ơi nó dài dữ lắm. Căng ra kéo ra. Ngược hướng rồi, quay ngược hướng lại. Lần này các bạn đã nhìn rõ hơn chưa? Trời ơi cái bản đồ bự như vậy. Hả? Kho báu kim cương. Bạn thấy cái bản đồ này mình thiết kế như thế nào hả? Có kinh khủng khiếp hay không? Trong khi đó cái bản đồ gốc của chúng ta nó là ở đây nè. Gấp khoảng vạn lần à, chứ không có nhiều hết trơn á. Một vạn là còn hết á, gấp 10.000 lần mới đủ. Một vạn là 10.000 lần, anh Vinh nói đúng rồi, mày còn đợi gì nữa? Ủa, một vạn là 10.000 hả ta? Tới giờ mới biết đó. Vậy giờ trò chơi này chơi như thế nào đây? Mấy đứa hãy nghe nguyên tắc chơi mà anh để ra đây. Chỉ kể một lần thôi nha. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu thành viên vậy? Dạ 10. 10 người, vừa đúng luôn. Chia làm 2 đội, mỗi đội 5 người. Bắt bồ đi. Xong chưa? Team của mình gồm 5 thành viên nha các bạn. Thấy 5 thành viên rồi nè ha. Bây giờ mời mấy em ở đây đặt tên băng hải tặc cho mình đi đó hả? Không cần đi. Khoái đã. Cái gì vậy? Cái tên băng hải tặc rất là quan trọng. Phải suy nghĩ mới được. Phải đặt tên gì đây?
Đúng rồi, cái tên băng hải tặc của mình đó là băng hải tặc chó đi. Tên nghe thấy gớm vậy. Đội bên kia đã có cái tên chó điên rồi, không biết đội băng hải tặc của bọn em ở bên này lấy tên gì hả? Đội bên kia đã quyết định đặt tên chó cho băng của mình. Đội em cũng quyết định chơi heo đặt tên chó là chó mặt xệ. Mỗi băng hải tặc của chúng ta sẽ cùng xuất phát ở cái điểm Tony này, đi qua cột mốc thứ nhất, trả lời từng câu hỏi, hiểu chưa? Đi qua bên cái ấp 2, trả lời một câu hỏi, tới ấp 4 trả lời một câu hỏi, tiến tới cột mốc thứ hai trả lời một câu hỏi. Trò chơi này là trả lời câu hỏi vượt chướng ngại vật đó các bạn. Hãy nghe đây, mỗi khi câu hỏi đầu tiên được đọc ra thì thuyền trưởng của băng hải tặc nào giơ cái kiếm đầu tiên lên trước thì đội đó sẽ giành quyền trả lời ưu tiên, hiểu chưa? Câu hỏi đầu tiên, hãy nghe đây. Một bên là băng hải tặc tội phạm đối đầu với băng mũi rơm huyền thoại. Hai cái băng hải tặc này đều có chung một điểm là có nhân vật Nico Robin ở trong đó. Cho hỏi tên của hai băng hải tặc này là gì hả? Băng hải tặc mà có chứa Nico Robin là băng mũi rơm. Còn băng nào nữa ta? Là băng bao quốc. Ừ đúng rồi, băng bao rất quốc. Chính xác câu trả lời rồi. Ngon. Câu hỏi dễ vậy mà cũng dơ cái kiếm chậm nữa. Đây chính là phần thưởng của câu trả lời đầu tiên đây. Cảm ơn Vinh. Sang câu thứ hai. Câu này nhất quyết mình phải trả lời được. Chúng ta dời sang câu hỏi ở trong cái mục S2. Đây là một câu đố vui hại não. Con gì càng lớn thì càng nhỏ? Băng của bạn Ngọc lại một lần nữa giơ kiếm lên trước cho xin câu trả lời đi đó hả? Em không biết. Cho hỏi băng của mình có ai biết không? Thiện giữa không biết sao bọn em biết được? Nếu đội kia nó không có câu trả lời thì để đội em cho. Chú anh trả lời giùm coi. Là con cua đó, một bên càng bự một bên càng nhỏ. Chính xác là con cua đó. Đây là phần thưởng dành cho đội chiến thắng này. Cảm ơn Vinh. Bước sang câu hỏi thứ ba. Không biết câu hỏi lần này là gì đây? S4 này không phải là một câu hỏi mà nó nghiêng về một cái thử thách. Ở đây mời hai thuyền trưởng cử ra cái người mạnh nhất để lên thi vật tài đi đó ha. Thuyền trưởng gán lên nghe, đừng để hồn ngáo. Thuyền trưởng gán lên nghe, thua cái là quê lắm luôn đó. Thằng mập này sao lỗi anh được? Cuộc thi sức mạnh giữa hai thuyền trưởng băng hải tặc chó điên và băng chó mặt xệ. Quát! Game over. Cái thuyền trưởng này vừa mập mà còn lại yếu nữa. Nhục tim mình, thuyền trưởng của bọn mình đã giành được chiến thắng và giành được cái mô hình con Yogo này các bạn. Hai đội của mình dời lên trên này. Tới cột mốc thứ hai là cột mốc toán học giải câu đố. Đây là một bài toán khó. Điếm tới bà, băng hải tặc đầu giơ tay trước. 1, 2, 3. Thành ngáo giơ tay trước. Em, đội em cử con Dương lên. Dương, Dương đâu? Lên trên này. Hãy nhìn vào bài toán này đi. Sao mà Dương biết giải không? Bài toán này khó quá, không biết giải. Không biết giải cũng giơ tay nữa. Bài toán này để em giải cho. Cái này nhân cho 2 bằng 4. Suy ra là cái này là 2, thuyền trưởng cho em 2 thẻ. Hai lá cờ này bằng nhau, suy ra lá cờ này là bằng 2. 2 cộng mấy bằng 5, vậy là cái này là 3. 3 cộng 2, suy ra lá cờ này là bằng 5. Mấy chia cho 2 bằng 3, suy ra lá cờ này là bằng 6. Bài toán này quá dễ nhưng mà băng hải tặc chó điên không biết, quá dở. Nói chữ đúng rồi, tức cái gì? Mời hai đội tiến lên một bước nữa tới câu hỏi của S3. Hiện tại bây giờ số điểm của hai đội như thế nào hả? Hai đều. Hai đều rồi, một trận đấu thiệt là gay cấn. Câu hỏi S3 này cũng là một câu hỏi hại não. Cái con gì đập nó thì sống mà không đập thì chết đó. Cái con gì mà kỳ cục vậy? Em biết rồi, là con quỷ đó. Chỉ có mà con quỷ mới kỳ cục vậy thôi. À đúng rồi, là con quỷ đó. Chứ trên đời này không có con gì kỳ cục như vậy hết. À, em biết rồi, là con tim đó. Nó đập thì mình mới sống được. Nếu nó không đập thì mình chết rồi. Là con tim đúng rồi đó. Yeah! Đây là phần thưởng nè. Chập út. Cảm ơn Vinh. Bước sang câu hỏi tiếp theo là câu hỏi S1. Nếu ai trả lời được cái câu đố này, thể hiện đó cũng là một người khá là thông minh. Trên đời này cái quần gì bự nhất? Em. Mời tim của bà Ngọc. Trong băng hải tặc mình có ai biết không ạ? Tôi. Cái quần gì mà ngộ chứ ta? À, là cái quần đùi. Quần đùi sao bự bằng quần dài được? À, là cái quần dài đó. Đợi em xin trả lời là quần dài. Sai rồi, cái quần lớn nhất là quần đảo. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, là quần đảo. Đúng rồi.
cái phần thưởng lần này là 50 ngàn. Bây giờ nếu mà mình nói dốc với các bạn là phần thưởng 500 ngàn thì chắc mấy bạn cũng tin thôi. Yeah, cảm ơn Vinh. Team 5 người chia ra là một thằng được 10 ngàn cũng được rồi. Mời hai đội tiến lên tới vòng cuối cùng ăn kho báo nha. Hiện tại số điểm của hai băng hải tặc là 3-3 đều. Để xem băng hải tặc nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng để đạt được cái kho báo này đây. Trận thi đấu cuối cùng này là thi đấu quyền cước. Yeah! Rồi, em sẽ cưỡi cu da đen lên. Cu da đen, tao sẽ là đối thủ của mày. Mời hai võ sĩ bước vào sàn đấu đi. Nếu trong 3 chiêu tao không đánh bại được mày, tao sẽ nghỉ việc đóng phim cho Anthony. Ha, nói được phải làm được nha. Cháu vào đại pháp. Tụi chi ghê vậy? Da đen, mày mạnh lắm. Hay quá da đen ơi. Hả? Tướng da đen ngầu dữ vậy? Hả? Da đen sao anh ngầu dữ vậy? Thế con, tao thua. Sau khi trải qua 5 câu đố và 2 thử thách thì chúng ta đã tìm ra được đội chiến thắng chính là băng hải tặc chó mặt xệ. Yeah! Với tỷ số là 4-3. Thiệt là cay quá đi. Và phần thưởng này là của mấy em đây, cầm. Ủa, cọc thẻ bạc, cọc thẻ vàng có đổi thưởng gì được không anh? Khi các bạn sưu tầm đủ số thẻ bạc thì các bạn hãy gửi tới ban tổ chức Tony để đổi thưởng. Ủa, vậy phần thưởng là gì em Vinh, mà chừng nào mình mới được nhận được? 2 tuần sau phần thưởng sẽ về đây. Vào trong cái rương đó là những cái bí mật gì thì trong 2 tuần nữa chúng ta sẽ review cho các bạn xem. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ đi mấy đứa. Chúc bạn hẹn gặp các bạn những video sau. Đừng quên làm cái gì? Chúc bạn rồi hẹn gặp các bạn những video sau.